cái vết mảng bám gọng ở trên cây cà phê. Những cái dấu vết rồng kêu nó bám ở trên tường rồi đó. Biết đây là bị thuốc gì nhưng mà trong đây còn thuốc còn nguyên luôn cả nhà. Mến chào tất cả mọi người, hiện tại thì Linh lại tiếp tục có mặt ở Long An. Hôm nay thì Linh quay trở lại cái ngôi nhà bỏ hoang đã rất là nhiều năm rồi. Thì căn nhà này ngày xưa Linh cũng có vào để trải nghiệm khám phá một lần rồi, thì hôm nay Linh có dịp quay trở lại đây và muốn tìm hiểu lại một lần nữa, cũng như là xem khung cảnh ở đây có gì thay đổi hay không. Thì bây giờ Linh mời cả nhà cùng đồng hành với Linh vào bên trong ngôi nhà bỏ hoang này để thám hiểm nha. Người ta cho rằng ngôi nhà này đã bị một lời nguyền của quỷ rất là đáng sợ. Theo như thông tin Linh được biết thì bà con sinh sống ở gần đây, người ta thường thấy những cái hồn ma vong linh vất vưởng bên trong ngôi nhà hoang này mỗi khi đêm xuống. Và những người chủ đã mua lại đều phải bỏ chạy, không dám ở lại nơi này. Rất là lâu rồi, nơi này không có người đến. Ngôi nhà càng thêm hoang tàn và gùng gợn hơn nữa. Có thể là trong thời gian vừa qua đã có rất là nhiều người họ đã tới cái ngôi nhà hoang này đó, để mà nhằm mục đích là cũng như Linh là đi khám phá cho nên là mình nhìn hiện trạng xung quanh phía trước thì có rất là nhiều những cái vỏ chai và những cái ly nước được đặt dài ở phía trước thềm nè. Sau khi những cái video trước được đăng lên thì cũng có khá là nhiều người quan tâm về cái ngôi nhà bỏ hoang này và rất là nhiều ý kiến khác nhau cho rằng ngôi nhà này là một ngôi nhà bình thường, không có gì để nói. Nhưng mà thật sự nơi đây luôn luôn khiến mình tò mò khi mà đặt chân tới đây. Phía bên ngoài này thì cũng còn một cái ngôi nhà bỏ hoang. Nhà này được xây theo kiến trúc rất là xưa rồi. Và hiện tại thì đã bị mất nắp. Phần tường xung quanh thì cỏ cây bao bám rất là gùng gợn luôn. Nơi này không chỉ gùng gợn mà còn thu hút rất là nhiều người thích khám phá tò mò tới đây. Đó, cho nên là trên này sẽ có những cái dòng chữ lưu lại những cái dấu tích nè, dấu chân được in trên tường. Ngày xưa cái khu đất này khi mà chưa có người mua lại và cũng như là chưa có người tới đây để mà khám phá thì ở đây phong cảnh rất là đẹp luôn, có nhiều view đẹp lắm. Tại vì nằm ở phía sau ngôi nhà này là nguyên một cái bãi đất trống, bãi cỏ khá là rộng. Ui, đây còn gối nữa. Ai đó đã đem một cái gối vô đây mà chỗ này rất là dơ luôn, sao mà nằm được mà họ đem gối vô đây nè cả nhà. Và ở đây thì có một cái vết ngăn nữa nè, chắc ai đó đã mới vào gần đây thôi, ngăn cái chỗ này lại. Trời ơi, những cái vết mảng bám gồng ghiêu ở trên cây cầu thang đó nè, dấu vết thời gian.
lâu lắm rồi mới trở lại cái ngôi nhà này và nhìn thấy nó càng ngày càng gồng gợn, u ám hơn xưa. Bên ngoài bây giờ cây cỏ tùm hết rồi. Cái ngôi nhà kế bên thì nó cũng không có kém ma mị, bởi vì những cái lùm cây nó đã bao phủ chằng chịt hết. Ô ong nữa nè. Lúc trước ở đây, nơi đây khi mà Linh khám phá rồi, trải nghiệm rồi, sau cái video mà mình đăng tải lên thì có khá là nhiều người muốn biết cái địa điểm này để vào bên trong đây trải nghiệm khám phá. Tại vì nhìn cái quang cảnh nơi này rất là thu hút, có một điều gì đó bí ẩn làm cho người ta tò mò muốn tới đây để trải nghiệm đó cả nhà. Thì sau nhiều năm bị bỏ hoang, ngôi nhà này thì liên tục thay đổi luôn. Những cái dấu vết rong rêu nó bám ở trên tường nữa nè. Những cái rễ cây nó đã cũng đã bắt đầu bò vào bên trong, len lỏi bên trong ngôi nhà rồi. Đây, rễ cây. Hôm nay quay trở lại đây thì thấy có một số những cái gói nè, đồ dùng đồ đó. Có thể là thời gian trước có người đã vào bên trong này để mà ở lại hay sao, cho nên là mới có gối, họ đem gối vô đây họ nằm. Ôi, ở trên này còn đồ đạc gì nữa cả nhà, có cả kéo và bình sữa ở đây nữa nè. Gì đây, này là bình sữa phải không ta? Và một cái kéo nữa. Đây nè cả nhà ơi, chỗ này còn nguyên một cái bị thuốc luôn. Không biết đây là bị thuốc gì, nhưng mà trong đây còn thuốc còn nguyên luôn cả nhà. Thuốc cảm hay là thuốc gì nè, quá trời, mấy liều luôn. Kỳ lạ thật sự ha. Không biết ai đã tới cái ngôi nhà này mà lại đem theo thuốc, đem theo thuốc uống vào trong đây ta. Bên ngoài phòng toilet này bây giờ nhìn rất là ớn luôn, gồng ghiêu với lại mấy cái rễ cây nè, nó phủ xuống. Càng nhìn thì ngôi nhà này nó càng ma mị, và những cái dấu vết ngày xưa vẫn còn nè cả nhà. Đây nè, mấy cái ký hiệu của quỷ Satan. Không biết là do ai vẽ nên, nhưng mà lần đầu tiên khi mà Linh tới đây khám phá thì đã thấy những cái dấu vết đó được vẽ ở trên tường rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên cầu thang. Có lon bia nè, lon nước ngọt. Rất có thể là nơi này đã có người vô gia cư, hay là một người nào đó đã đến đây tá túc một vài ngày. Bởi vì Linh thấy có thuốc uống nè, rồi một số mền, một số gói họ đem vào trong này. Lên đây Linh sẽ cho cả nhà nhìn thấy một cái cảnh rất là đẹp.
Khi mà đứng trên tầng 1 của ngôi nhà này, nhìn xuống đây, một cái view, một cánh đồng bát ngát luôn. Những cái gừng lao sậy ở phía sau này nè, rộng lớn mênh mông luôn. Đây là căn nhà phía bên hông. Thật sự mà nói là cái căn nhà này là một cái ngôi nhà nếu mà còn mới thì nó sẽ rất là đắc địa luôn. Bởi vì phía trước ngôi nhà là một cái con kênh, con sông. Rồi phía sau lại là một cái cảnh rất là đẹp, đồng ruộng. Nó đầy đủ hết tất cả những cái yếu tố của một cái ngôi nhà, một cái căn biệt thự quy mô và đẹp. Từ góc cạnh trước sau, nói chung là ở phía trước phía sau đều rất là đẹp, đắc địa luôn. Cái nhà này là đúng là ngôi nhà đắc địa luôn, nhưng mà lại bị mắc một cái lời nguyền gì đó, cho nên là không có ai ở được và bỏ hoang cho tới ngày hôm nay. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc luôn cả nhà. Cái kiểu kiến trúc của ngôi nhà này thì nói chung là cũng rất là lạ nữa, bởi vì ngôi nhà này là nhà lầu, nó được xây một lầu. Và bên trên đây thì họ làm mái thái, mái vòm. Rất là đẹp luôn. Ngày xưa nếu mà xây dựng cái căn nhà này thì thời điểm mà xây dựng có thể là phải nói là người gia chủ ở đây rất là giàu có. Và một có một cái góc nhìn về địa thế nữa. Tại vì ngôi nhà này được nằm ở một cái chỗ rất là đẹp. Không biết nhà này ngày xưa có theo đạo gì hay không. Ở trên này thì có một cái bàn thờ. Bàn thờ ông Thiên nè. Vẫn còn một cây nhang. Đen thui luôn. Nghe nói là khu này hình như là đã quy hoạch rồi. Ở xung quanh, ở phía sau những cái cánh đồng trống này nè, là hình như là đã có công ty mua lại rồi. Và căn nhà này thì cũng nằm trong cái diện đó luôn. Nhưng mà không biết vì sao lâu lắm rồi mà người ta chưa có đập vỡ căn nhà này. Và ở đây thì chưa có thấy là có dấu hiệu gì người ta thi vô đây thi công công trình gì hết á. Lúc đầu lên lại đây thì cũng không thấy nhà này kêu bán hay là làm gì, hay là cho thuê gì hết. Bỏ hoang, chùi lũi như vậy nè. Tới bây giờ thì hiện trạng nó cũng không có gì thay đổi nhiều. Chỉ ngoài những cái cảnh vật ở xung quanh nó thay đổi thôi. Ui, gì đây? Đây là những cái giò bánh đó cả nhà. Trời ơi. Trong cái giò bánh này có cả những cái con dòi bò lúc nhúc ở trong này nè cả nhà. Ôi ôi trời. Gì thế ghê vậy trời. Tại sao trong vỏ bánh này lại có dòi ta? Những cái hộp bánh tay như thế này mà tại sao lại có dòi trong đây ta? Lên sẽ dòm gõ lại cho cả nhà xem nha. Mấy con dòi bò lúc nhúc nè. Đó. Nhúc nhích nè. Trời ơi. Kỳ lạ vậy trời. Tự nhiên vừa mới dở lên thì trong bọc nó tràn ra một cái nước màu đen. Và bên trong đây thì có những cái con dồi li ti nó bò lúc nhúc ở trong đây nè. Quá trời ớn luôn. Trời ơi. Bánh tay mà cũng có dồi nữa cả nhà. Bây giờ lên xem. Chút ra. Xem lại cái gì trong đây nha. Trời ơi, cái nước này nó màu đen xì vậy cả nhà ơi. Hôm nay toàn là dầu hay không à. Kỳ vậy trời. Nè. Bánh tay mà có dồi cả nhà. Nó bò lúc nhúc trong này, ớn thực sự luôn.
Bên này có mấy cái cây nến nữa nè. Có thể là lúc trước ai đó đã tới đây để mà cúng kiến gì đó. Đốt nến, đốt nhang ở trong này. Khi mà đứng từ trên đây nhìn xuống cảm thấy nó rất là rung luôn cả nhà. Bởi vì ở đây nó không có cái gì che chắn hết. Tầng 1 thôi nhưng mà đã thấy sợ rồi. Căn nhà bên đây nhìn cũng rất là ma mị luôn. Cây cối gì nó bao phủ rồi kìa. Cây mận này có trái luôn đó. Có trái luôn nè. Rồng nó đã đóng ở trên mấy cái thành tường này nè cả nhà. Nó đóng dày bịch luôn nè. Xanh lè đen kịt luôn. Bà con ở gần đây á, lúc trước lên hỏi thăm được, người ta cho biết là cái ngôi nhà này á, ban đêm á, nhiều khi họ đi ngang vào ban đêm thì họ thấy những cái bóng ma, bóng trắng, những cái tiếng cười đùa ở trong này. Rất là sợ luôn. Và hình như là ban đêm á, là cái đường này chạy ngang đây, hầu như là ai cũng sẽ chạy nhanh về nhà và tranh thủ về sớm. Chứ không có dám mà đi đêm về ngang ngôi nhà này. Trong một số những cái câu chuyện gần đó mà Linh nghe được là có một người đã đi xe đạp về ban đêm mà cũng hơi khuya, khoảng tầm 9-10 giờ gì đó, thì bị một cái bóng trắng đứng ở phía trước cái ngôi nhà hoang này, nó đứng ở ngay chân phía trước này luôn, là kêu lại. Đó, thì cái người đó cũng nghe và sợ, biết về cái ngôi nhà này là có những cái hồn ma rồi, cho nên là người đó quản hồn bỏ chạy chứ không có dám đứng lại cả nhà. Một cái bóng người phụ nữ màu trắng đứng ở trước cửa ngôi nhà và ngoắt lại. Rất là ghê luôn. Khi sau khi mà nghe kể câu chuyện đó là hầu như là không ai còn dám đi về đêm khuya nữa. Bên ngoài này thì rất là nhiều kiến. Kiến đây là có thể là kiến những cái tủ mà người ta đã gom ra và đổ ở đây nè, nhưng mà bây giờ không còn thấy những cái phần sườn nữa. Đóng kiến bể bụng luôn. Cái dàn nhà sau này có một cái bể chứa nước. Mấy ngày nay do mưa khá là nhiều cho nên là cái bể nước này nó muốn đầy luôn cả nhà. Trong này có cả những cái con nòng nọc, những cái con cá nòng nọc nè, nó bò, nó lội ở trong đây, quá trời luôn. Còn gà mút nước nữa kìa. Hình như là Linh nhớ ngày xưa ở phía sau cái gian nhà này cũng có những cái ký hiệu về quỷ Sa Tăng nữa. Như đây, bức tường này bữa nay nó đã bị sập rồi cả nhà. Lúc trước thì cái phòng này là vẫn còn nguyên và bức tường thì nó không có sập. Hôm nay trở lại thì nó sập nè. Cảnh vật ở đây phải nói là rất là yên tĩnh. Đường lộ phía trước thì lâu lâu mới có một chiếc xe qua lại thôi. Do là dân cư ở trong đây nó cũng khá là thưa, không có nhiều nhà lắm đâu cả nhà. Trời, trong này chỉ một vài căn thôi.
giờ trời chuyển mưa bắt đầu đen hết rồi cả nhà, có thể là sắp mưa luôn rồi. Chắc là bây giờ Linh sẽ rời khỏi đây để tiếp tục cái hành trình đi khám phá những cái nơi khác thôi. Xin chào và hẹn lại cả nhà những cái video tiếp theo nha. Hôm nay mắt đau quá cho nên là Linh mới đeo kính nha cả nhà. Mấy ngày nay chạy ở trên đường bụi cho nên là mắt nó hơi đỏ.